Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tuyết Vân mến chúc quý vị một mùa phục sinh an lành thánh đức trong tình yêu Đức Kitô. tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam Hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021 Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Hiện diện tại hội nghị, chúng ta thấy đầy đủ các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, 19 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chủ sự giờ chầu thánh thể khai mạc đại hội, tham dự đại hội tại giáo phận Nha Trang năm nay có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân cùng 25 giám mục. Phiên họp ngày 13 tháng 4 năm 2021, hội nghị đã lắng nghe những ý kiến và đóng góp của quý đức cha về một số những quan tâm trong đời sống hội thánh tại địa phương và châu Á. Nổi bật là nhu cầu phát triển cơ sở đào tạo cho chương trình mở rộng học viện thần học ở Hà Nội các chương trình chung của Liên hội đồng giám mục Á Châu, những ảnh hưởng của đại dịch tác động trực tiếp đến các sinh hoạt trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng ghi nhận phúc trình của Ủy ban Phụng Tự về tiến trình chuẩn bị cho bộ sách các bài đọc trong Thánh lễ và sách lễ Roma. Trong hai phiên họp buổi chiều, Ủy ban Công lý và Hòa bình trình bày chương trình phổ biến học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo năm 2022 với đề tài học hỏi giáo huấn xã hội của giáo hội về môi trường, năm 2023 về hòa bình và đối thoại, năm 2024 về công lý và công bằng, năm 2025 về nhân quyền. Phiên họp ngày 14 tháng 4, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đặc trách tiểu ban giáo luật tiếp tục trình bày và giải thích các quy định của giáo luật liên hệ đến các dòng tu và bí tích truyền chức thánh. Tiếp theo, Ủy ban Giáo dân phúc trình một số chương trình huấn luyện qua các tài liệu phổ biến định kỳ gửi đến các giáo phận. Ủy ban tu sĩ nêu ra những vướng mắc của một số dòng tu trong thực tế áp dụng luật tín ngưỡng và tôn giáo, những khó khăn đối với việc tách nhập một vài dòng tu tại một số giáo phận trong phiên họp tiếp theo của buổi sáng. Ủy ban giáo sĩ và chủng sinh đã chia sẻ tiến trình chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý để đệ trình Hội đồng Giám mục thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm Tịnh dưỡng Giáo sĩ Việt Nam tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban văn hóa đã phúc trình dự án thư viện điện tử, phục vụ cho việc lưu trữ và nghiên cứu, Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên và Đức Cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng đã trình bày tiến trình xin mở án phong chân phước và hiện thánh cho đức cha Rancos Balu và đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức họp hàng năm và sau 3 năm thì tổ chức bầu lại ban thường vụ. Sau mỗi phiên họp thường niên, Hội đồng Giám mục có gửi thư chung cho các tín hữu Việt Nam. Đó là con đường, mục đích, hình thức và là phương pháp thi hành sứ vụ trong thời đại mới. Mọi tín hữu Việt Nam trông chờ và hy vọng đại hội sẽ giúp giáo hội Việt Nam phát triển như lòng Chúa mong ước. Tin chủng viện Thánh Phaolô giáo phận phát diệm. Chủng viện Thánh Phaolô phát diệm hành hương trong mùa phục sinh. Chủ nhật thứ hai phục sinh vừa qua, Chủng viện Thánh Phaolô Phát Diệm đã tổ chức chuyến hành hương đến nhiều địa điểm trong giáo phận, tạo điều kiện cho anh em chủng sinh có cơ hội giao lưu, quan sát và học hỏi từ môi trường thực tế trong các giáo xứ. Theo tin trang tin giáo phận Phát Diệm, đoàn hành hương gồm có quý cha trong ban đào tạo, quý sơ phục vụ, quý thầy lớp tu đức đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội và khối tiền chủng viện giáo phận Phát Diệm Địa điểm đầu tiên đoàn hành hương dừng chân là Đan viện Si Tô Châu Sơn, Nho Quang Ninh Bình. Tại đây, Đức Tổng Du Xe Ngô Quang Kiệt ân cần tiếp đoán đoàn. Đặc biệt, Đức Tổng Du Xe đã tóm lược lại quá trình hình thành và phát triển của Đan viện. Theo chân Đức Tổng, chim ngắm từng đường nét kiến trúc độc đáo nơi thánh đường của Đan viện. Đoàn không khỏi trầm trồ, thán phục trước bộ óc tài hoa và bàn tay khéo léo của các đan sĩ. Bước chân vào vườn đức mẹ Fatima, đoàn lại được ngụp lặng trong bầu khí chiêm nghiệm, cầu nguyện. Nơi đây, mỗi hòn đá, gốc cây được các đan sĩ khéo léo sắp đặt nhằm mục đích truyền tải những thông điệp tin mừng. Và các sứ điệp được đức mẹ mặc khải cho ba em nhỏ tại Fatima năm 1917 chia tay đang viện si tô đoàn tiếp tục lên đường đến với xứ họ đồng bầu thuộc xứ khoan du để viếng thăm mộ đức cha liêu sinh năm 1803, mất năm 1858, giám mục giáo phận tây đàn ngoài dưới chân ngôi mộ đá của ngài đức tổng du xe đã đưa mọi người ngược dòng lịch sử về thế kỷ thứ 19, giai đoạn khó khăn nhất của giáo hội công giáo việt nam trong bối cảnh khó khăn của xã hội, Đức Cha Liêu đã sống ơn gọi mục tử của mình bằng đời sống chứng tá, hy sinh hết mình vì đoàn chiên cho tới hơi thở cuối cùng. Qua gương mẫu đời Ngài, Đức Tổng mời gọi anh em chủng sinh noi theo các nhân đức của Ngài, cố gắng đào luyện mình và phục vụ dân chúa bằng tình yêu cho đến tận cùng. Điểm cuối trong chuyến hành hương, đoàn đến với giáo sứ Lãng Vân. Tới đây, Đoàn không chỉ kinh ngạc trước vẻ đẹp uy nghi, đồ sộ của ngôi thánh đường đang xây cất, mà còn được chứng kiến một cộng đoàn dân chúa đông đảo, sốt mến, nhiệt thành và đạo đức. Cùng với cha xứ và cộng đoàn giáo sứ, đoàn đã cùng hiệp thông trong thánh lễ kính lòng chúa thương xót, cầu nguyện cho thế giới và cách riêng, cộng đoàn giáo sứ luôn tính thác cuộc đời mình cho tình thương của chúa cách trọn vẹn chuyến hành hương qua đi để lại trong lòng các anh em chủng sinh ứng sinh những bài học ý nghĩa và những cảm xúc thật đặc biệt hy vọng rằng với những kinh nghiệm quý giá ấy sẽ là nguồn động lực giúp anh em có thể củng cố và thăng tiến đời tu của mình để mỗi ngày một hơn để mai sau trở nên những mục tử như lòng chúa mong ước Tin Giáo sứ Bác Trạch Giáo phận Thái Bình Đại hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thái Bình năm 2021 tại Đền Thánh Bác Trạch Ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2021, Đại hội Lòng Chúa Thương Xót đã mang lại cho giáo sứ một sức sống mới. Tất cả bà con giáo dân Bác Trạch đều quy tụ quanh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện và xin ơn. Đại hội còn có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, làm cho buổi lễ thêm phần sốt sắng và long trọng. Theo truyền thông Bắc Trạch, vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ gặp gỡ chia sẻ các cụ cao niên trong giờ chầu thánh thể. Đức cha chia sẻ ý nghĩa lòng Chúa thương xót dành cho những người cao niên. Đó là những tâm tình của chính Đức cha cảm nghiệm đang sống và được Chúa soi sáng lòng Chúa thương xót sẽ chữa lành và phục vụ giáo phận một cách hữu hiệu. Kết thúc, Đức Cha cùng cộng đoàn đọc kinh dọn mình chết lành để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Chiều đến, lúc 16 giờ 30 giáo sư Bác Trạch long trọng khai mạc đại hội với thánh lễ mừng 300 năm thành lập đền thánh Bác Trạch. Nhà thờ Bác Trạch chật kính người tham dự thánh lễ, do Đức Cha phê rô chủ tế. Thánh lễ được giáo xứ tổ chức một cách chu đáo trong trật tự và trang nghiêm, từ tác vụ đọc sách, giúp lễ, ca đoàn, lời nguyện đến cộng đoàn tín hữu giúp chúng ta thấy một cộng đoàn sống động ca tụng Chúa. Trong bài giảng, Đức cha cho thấy lòng thương xót Thiên Chúa đang hiện diện trong cộng đoàn. Đó là những khó khăn, những hy sinh của cộng đoàn đang thể hiện Đức cha cầu chúc cho đền thờ Nguyên Nga Bát Trạch ngày càng thể hiện qua đời sống, tình yêu thương nhau bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2021, Thánh lễ mừng 300 năm thành lập giáo xứ Đền Thánh Bát Trạch chính thức bắt đầu, khởi đầu đoàn rước với đại diện các thành phần trong giáo xứ cùng quý cha đức cha Phê -rô và kiệu tượng lòng chúa thương xót tiến đến lễ đài thánh lễ quy tụ mọi giáo dân trong giáo xứ cùng những người xa quê qua kênh truyền thông đền thánh bát trạch đức cha Phê -rô nhắc lại tâm điểm của người công giáo qua gương chúa giêsu yêu thương bằng hành động đó là thể hiện lòng thương xót của thiên chúa ngoài những lễ nghi và tổ chức thánh phanxicô khẳng định Lòng thương xót là thông điệp quan trọng nhất của Chúa Giêsu. Thời đại của chúng ta là thời đại của lòng thương xót. Không có lòng thương xót thì thế giới không thể tồn tại. Ước mong đại lễ lòng Chúa thương xót sẽ giúp giáo xứ bác Trạch, giáo phận Thái Bình và giáo hội Việt Nam kính mút được nhiều ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Một điểm tin giáo hội Việt Nam của chúng tôi đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông của giáo phận phú cường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại